Trải qua tròn 10 năm, kể từ khi trạng cờ Quý Thị ra đời, nay là trạng cờ đất Việt. Giải đấu danh giá này đã thu hút hàng ngàn kỳ thủ xuất sắc của làng cờ tướng Việt Nam tham dự trong suốt một thập kỷ qua. Riêng mùa giải 2023 vừa kết thúc, có hơn 300 kỳ thủ trên khắp cả nước tham dự và góp mặt ở vòng chung kết là 8 kỳ thủ hàng đầu của cờ tướng Việt Nam. Nổi bật là Nguyễn Thành Bảo, người đã từng giành huy chương bạc giải vô địch thế giới và từng 3 lần vô địch quốc gia. Bên cạnh chất lượng chuyên môn cao, điểm ấn tượng nhất của giải đấu đó chính là không gian và trang phục thi đấu của các kỳ thủ. Chúng tôi chuẩn bị cho kỳ thủ những bộ trang phục, rồi trọng tài, rồi quân cờ, bàn cờ và không gian thi đấu. Nó đẫm cái chất văn hóa truyền thống của dân tộc. Và người ta thấy có cái sắc màu lung linh trong đó và nó trở nên đẹp đẽ. Nó có hồ nước, có thủy đình, có những cái mái nhà sàn, có những cái mái nhà rêu phong, có những cái bãi cỏ, có những cái chum, có những cái đồ vật gia đình. Nó gần gũi, thân thuộc với văn hóa gia đình truyền thống của người Việt Nam, nó gần gũi với làng quê Việt Nam. Và trong cái không gian thấm đẫm văn hóa truyền thống Việt như vậy thì cái cờ tướng nó tổ chức ở đây thì nó là quá thích hợp. Rõ ràng là trạng cờ đất Việt, ngày xưa là trạng cờ Quý Tị, phải không ạ? Bây giờ là trạng cờ đất Việt thì là một trong những sân chơi rất là hấp dẫn và tôi nghĩ rằng là chắc chắn đây là một sân chơi sẽ ngày càng phát triển hơn và đóng góp rất là nhiều cho sự phát triển của cờ tướng Việt Nam. Với các kỳ thủ được tham dự trạng cờ đất Việt vừa là vinh dự và cũng là cơ hội để họ được thi đấu với những đối thủ hàng đầu của cờ tướng Việt Nam. Ngoài ra, giải đấu cũng là cơ hội để các kỳ thủ tích lũy điểm số Elo trên bảng xếp hạng. Nói chung là tuy là một giải trạng cờ nhưng mà có ý nghĩa rất là quan trọng vì tôi ít khi vô địch những giải phong trào. Đây là một cái niềm khích lệ. Mong muốn sân chơi trạng cờ đất Việt mở rộng hơn nữa và sẽ thu hút được nhiều mạnh thường quân và các vận động viên yêu cầu hơn nữa. Trải qua gần 8 tháng tranh tài, với sự góp mặt của hơn 300 kỳ thủ, trạng cờ đất Việt 2023 đã khép lại với chiếc vô địch thuộc về kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo của đơn vị Bình Phước sau trận chung kết trong mơ với kỳ thủ Nguyễn Anh Quân của đơn vị Quảng Ninh. Trạng cờ đất Việt 2023 là nơi tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ Việt Nam với những trận đấu vô cùng căng thẳng, kịch tính và hấp dẫn, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng các kỳ thủ cũng như người hâm mộ cờ tướng nước nhà.